Xin chào toàn thể quý con cái của Chúa, nguyện xin ân điển và bình an của Chúa ở với anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa dù rằng đã lâu lắm rồi chưa được đến nhà Chúa, chưa được gặp nhau, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa dù trong hoàn cảnh nào thì danh Chúa vẫn được ca ngợi và lời của Ngài vẫn được rao giảng. Tôi cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay được chia sẻ lời Chúa với hội thánh tại Quận 7 và đồng thời cũng nhận lời mời của mục sư Phan Tấn Minh Thuận để chia sẻ lời Chúa với các con cái của Chúa tại Gò Vấp. Xin gửi lời chào thân mến đến các anh chị em LEC Gò Vấp. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp để chia sẻ lời Chúa sáng chủ nhật với anh chị em. Xin Chúa ban phước cho chúng ta trong việc cùng nghe lời Chúa sáng hôm nay. Thưa Hội Thánh của Chúa, chúng ta đã trải qua 21 bài học trong thư tín Philip, một lá thư đầy khích lệ và nâng đỡ chúng ta. Sau hôm nay thì chúng ta sẽ học một sách mới, đó là sách Daniel, là một nhân vật rất được yêu thích trong vòng LEC chúng ta. Và có nhiều người lấy tên là Daniel, trong đó có tôi nữa. Và mong rằng lời Chúa đem đến kịp lúc và nâng đỡ chúng ta trong giai đoạn này có một điểm chung của hai tác giả này đó là họ sống trong một hoàn cảnh đầy khó khăn và thách thức. Phaolô thì bị tù đầy tại Roma, Daniel thì bị lưu đầy tại Babylon, nhưng trong khó khăn thách thức càng hơn thì đức tin càng mạnh mẽ và điều đó sẽ đem lại sự khích lệ cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến với đoạn 1 buổi sáng hôm nay với chủ đề sống không thỏa hiệp. Và tôi sẽ cầu nguyện để chúng ta nghe lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì Ngài ban lời của Ngài cho đời sống chúng con. Buổi sáng hôm nay xin lời Chúa đem đến sự nâng đỡ, khích lệ, dạy dỗ chúng con, giúp chúng con vững vàng trong Ngài và làm theo lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đang ở trong một thế giới đa chiều, đa dạng, nhiều màu sắc và nhịp sống ngày càng hiện đại hơn tự do hơn đồng thời cũng phóng túng hơn chúng ta thấy hết trào lưu này đến trào lưu khác và mỗi một người thì dường như họ làm theo những điều mà mình thích và bởi cớ đó chúng ta là cơ đốc nhân chúng ta đối diện với những sự thách thức ở trong thế giới này và rồi chúng ta cần phải lựa chọn lối sống cho mình chúng ta hòa đồng hay hòa tan chúng ta kiên định hay ai sao tôi vậy chúng ta sẽ tìm thấy điều này ở trong lối sống của Daniel và những người bạn của mình giữa một đất nước ngoại giáo là đất nước Babylon. Sách Daniel này được viết do chính Daniel và bắt đầu từ thời kỳ ông bị lưu đày lần thứ nhất vào khoảng năm 604 trong triều cho đến khi ở Daniel ở đó cho đến triều đại của vua Siru và sách thì được chia làm hai phần rõ ràng. Phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 6 là nói về câu chuyện lịch sử của Daniel và ba người bạn sống bày tỏ đức tin của mình giữa đất nước Babylon trải qua nhiều thời vua, nhiều triều đại khác nhau. Rồi đoạn 7 đến đoạn 12 là lời tiên tri về các quốc gia, lời tiên tri về tương lai, lời tiên tri về đấng cứu thế, lời tiên tri về sự tận chung của thế giới. Và chủ đề của sách này đó chính là đấng chí cao cai trị. Ngài cai trị trên dân chúa, cai trị trên dân ngoại và cai trị trên cả cõi hoàng vũ này. Chúng ta cũng thấy một điểm đặc biệt khác của sách đa Nên nữa đó là chính Chúa Giêsu đã xác nhận và nhắc đến sách đa Nên ở trong Matthew đoạn 24 sách này đã đem lại rất nhiều sự nâng đỡ dạy dỗ gây dựng đức tin cho cộng đồng Do Thái và các cơ đốc nhân trải nhiều thế kỷ Chúng ta sẽ dành 12 tuần tiếp theo để học sách này Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn đầu tiên Với ba điều mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay Điều thứ nhất đó là nhận biết Chúa tệ trị Câu 1 Vào năm thứ 3, triều vua giê gia kim của Judah Vua Babylon là Nebuchadnezzar đến bao vây thành Jerusalem. Ở đây là bối cảnh lịch sử vào năm thứ ba triều vua Jehoiakim Kim. Lúc bấy giờ thì vua của Babylon là Nebuchadnezzar đến bao vây thành Jerusalem. Sau đó thì chiếm đóng thành, đánh thành và đưa dân sự đi lưu đày. Chúng ta thấy trong câu 1 này có nhắc đến hai vị vua là vua Juda và vua của Babylon. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng một vị vua thật sự, vua của muôn vua là vị vua xuất hiện ở trong câu số 2. Chúa phó Jehovah Kim, <laughs> vua Juda và một số vật dụng trong nhà Đức Chúa Trời vào tay Nebuchadnezzar. Vua này đem các vật dụng đó vào đền các thần mình tại xứ Sinea và để trong kho của các thần ấy ở đây cho chúng ta biết rằng Chúa hay là Zophar hay là Đức Chúa trời ngài mới chính là vị vua thật sự ngài đang tế trị ngài đã phó ngài đã cho phép Babylon xâm chiếm Juda và bắt dân Juda đi lưu đày và điều này đã được tiên tri Jeremiah đã nói tiên tri ở vài chục năm trước và chúng ta đã thấy rằng Chúa Phó, Ngài là đấng tể trị, Ngài đang tể trị, Ngài kiểm soát tất cả mỗi một điều, Ngài cho phép điều đó diễn ra thì điều đó mới có thể xảy ra được. Nếu Chúa không cho phép thì dù cho Babylon có mạnh đến đâu, nếu Vua Các có hùng mạnh cỡ nào thì họ cũng chỉ trở về tay không mà thôi. Nhưng mà bởi vì dân sự của Chúa đã chối bỏ Ngài thờ lại thần tượng Cho nên Ngài cho phép dân của Ngài bị lưu đày để họ nhớ đến Chúa trở lại cùng với Ngài và Daniel và ba người bạn của mình là một trong những người lưu đày và họ cũng là những người trung tín còn sót lại. Họ không phải là nạn nhân của hoàn cảnh nhưng họ ở trong sự cho phép và tế trị của Ngài. Chúng ta cần biết rằng Chúa chúng ta đang trị vì. Đức Chúa Trời của chúng ta là vua của các vua, ngài đang cai trị. Ở đây có các vua đang cai trị trong vương quốc mình, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cai trị trên muôn dân, muôn nước. Và đây cũng chính là chủ đề của sách này, Đức Chúa Ba đấng cai trị, ngài đã cai trị, ngài đang cai trị, ngài tiếp tục cai trị thế giới này là của ngài. Đã nên đã nhìn biết điều đó và chúng ta cần biết điều đó trong đời sống của chúng ta để đức tin chúng ta càng vững vàng và không khỏa hiệp khi sống trong thế giới này. Thì chúng ta xem tiếp từ câu 3 đến câu 7 là phần kỹ thuật về những Daniel và những người bạn, họ là những người thuộc dòng quý tộc, những người được tuyển chọn để đưa sang Babylon trong lần lưu đày thứ nhất này. Và họ là những người không khuyết tật, mật mài, khôi ngô, khôn ngoan trên nhiều phương diện, có kiến thức rộng và sáng suốt, đủ khả năng phục vụ trong cung vua. Và nhiều người cho biết rằng thì họ đang ở độ tuổi 16-17, ở độ tuổi thanh thiếu niên còn rất trẻ nhưng đã bị lưu đầy. Nhưng điều quan trọng đó là họ nhận biết Chúa đang tệ trị và giữ vững đức tin của mình. Chúng ta tiếp tục câu số 5. Vua định phần ăn mỗi ngày cho họ từ phần thức ngon vua ăn và rượu vua uống, để sau 3 năm nuôi dạy như thế, họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Rồi câu 6, câu 7 thì họ bị đổi tên những cái tên rất ý nghĩa và liên hệ đến đời sống đức tin của họ giờ đây đã bị thay đổi. Daniel nghĩa là Đức Chúa Trời là quan án công bình đổi lại thành bên tơ sát xa, thần bảo vệ mạng sống tôi. Hanania có nghĩa là Đức Chúa Trời là ân điển thì đổi thành Sadarak, mệnh lệnh của thần mặt trăng. Misaen có nghĩa là có ai như Đức Chúa Trời đổi thành Mesac, có ai như thần mặt trăng. Và Asaria chúa là đấng giúp đỡ thì đổi thành Abednego đầy tớ của thần Nego thần của chữ viết và khôn ngoan chúng ta thấy chiến lược của Nebuchadnezzar ở đây là thay đổi hoàn toàn những người phu tù này họ muốn tẩy não của những người này để cho những người này sống với một tên mới sống tại quê hương mới sống với những suy nghĩ mới sống trong kiến thức mới sống trong nền văn hóa và ngôn ngữ mới kể cả sống với một niềm tin mới họ muốn thay đổi tất cả những người phu tù này một cách hoàn toàn để những người phu tù này quên đi nguồn cội quên đi đức tin và phục vụ cho vua babylon và chúng ta thấy rằng đời sống của chúng ta có phần giống với Daniel ở chỗ là chúng ta đang sống giữa xã hội này mà có quá nhiều người không biết Đức Chúa Trời và họ chọn cho họ sống theo cách mà họ muốn và những người đó cũng đang lôi kéo dụ dỗ chúng ta. Nhưng chúng ta khác ở Daniel ở chỗ là Daniel không có sự tự do, ông bị ép buộc, ông bị lưu đày còn chúng ta thì có sự tự do để lựa chọn trong đời sống của mình và daniel nhận biết đức chúa trời là đấng đang tể trị vì vậy ông có thể vững vàng để sống trong đức tin không thỏa hiệp và chúng ta cũng cần có sự nhận biết này chúng ta cần nhận biết rằng đức chúa trời mới chính là vua của chúng ta ngài là đấng đang tể trị chúng ta cần sống theo ý muốn của ngài chứ không chạy theo lối sống của thế gian này Châm ngôn 21 câu 1 thì cho chúng ta biết lòng của vua ở trong tay Đức Sơ Ba khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn làm nghiêng lệch bề nào tùy ý Ngài. Nhận biết Chúa tể trị là điều chúng ta cần nhắc nhở mình trong lúc này. Đây là lúc mà Covid đang lan tràn khắp thế giới, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng quá tải mỗi ngày theo dõi những con số cứ gia tăng số tử vong cũng nhiều thành phố có thể đang mất dần sự kiểm soát nhưng chúng ta biết rằng đức chúa trời vẫn đang tệ trị ngài vẫn đang kiểm soát Chung quanh của chúng ta có thể có nhiều người bị nhiễm bệnh, điều đó cũng làm cho chúng ta bất an và lo lắng. Nơi chúng ta ở có thể bị phong tỏa, bị cách ly, nhưng phải biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị. Chúng ta có nhiễm bệnh hay không là phụ thuộc hoàn toàn ở trong sự tể trị của Ngài. Điều đó nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của Đức Chúa Trời, chứ không phải phụ thuộc vào những người chung quanh chúng ta có nhiễm bệnh hay không. Chúa vẫn đang tệ trị. Ngài mới là đấng cai trị trên muôn dân, muôn nước và cai trị trong tất cả mỗi một việc. Cho nên chúng ta cần nhận biết Chúa tể trị để vững vàng ở trong đời sống đức tin trung kiên với Chúa dù hoàn cảnh diễn ra như thế nào. Và chúng ta đến với điều thứ hai, đó là nhận ra lối sống đúng. Daniel và ba người bạn của mình đã nhận ra lối sống đúng, đó là sự không thỏa hiệp trong đời sống đức tin của mình và họ kiên định với đời sống như vậy. Chúng ta thấy rằng họ không có được tự do, cho nên mỗi một quyết định, mỗi một lựa chọn của họ có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng họ biết Chúa đang tể trị, cho nên lựa chọn của họ đó là nhận ra lối sống đúng để rồi kiên định để rồi không thỏa hiệp để rồi sống theo điều Chúa muốn. Chúng ta nhìn biết điều đó trong câu 8. Nhưng Daniel quyết định trong lòng không để cho mình bị ô uế bởi thức ngon vô ăn và rượu vô uống, nên xin quan đứng đầu các hoàng quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Vì sao việc ăn uống lại quan trọng như vậy? À, nếu có lẽ rằng ở đây được ăn đồ ăn vô ăn, được uống rượu của vô uống đối với những người bị lưu đày đó là một phần vinh hạnh, là một phần diễm phúc. Có thể rằng Daniel và ba người bạn có thể suy nghĩ giờ đây Chúa đã quên mình rồi. Chúa đã quên dân của Ngài, không còn chăm sóc của họ, không còn chăm sóc cho họ, nên bây giờ họ có thể vui hưởng, có thể ăn cho ngon, uống cho say để quên đi những ngày tháng lưu đày này. Nhưng không thưa hội thánh. Daniel và ba người bạn không suy nghĩ như vậy, nhưng họ nhận ra rằng họ luôn luôn tỉnh thức và biết rằng việc ăn uống theo đồ ăn vua ăn rượu vua uống là một sự ô uế là một điều sai trật với đức tin và niềm tin nơi Đức Chúa Trời của họ. Vì sao như vậy? có ba lý do ở đây thứ nhất là đồ ăn vua ăn đã được dâng cho các thần thứ hai trong các vật mà vua ăn hay là dân babylon ăn đó là có những con vật không tinh sạch giống như sự dạy dỗ của chúa trong lê vi ký và thứ ba đó là khi uống rượu của vua uống là rượu mạnh rượu làm cho say xỉn và khi say xỉn thì buông tuồng sẽ làm những điều trái với đức tin không đẹp lòng chúa vì vậy cho nên Daniel và ba người bạn đã nhận ra lối sống đúng. Họ kiên định trong đức tin, không thỏa hiệp. Họ vẫn tỉnh thức trong đức tin của mình để chọn lựa thà làm vui lòng Đức Chúa Trời hơn là làm vui lòng vua Nebuchadnezzar. Cho nên họ đã kiên quyết trong lòng không ăn đồ ăn vua ăn, không uống rượu vua uống để giữ một đời sống tinh sạch, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời chọn lựa đứng về phía Chúa. Chúng ta xem tiếp câu chuyện diễn biến trong câu 10 câu 9 đến câu 16 là một cuộc thương lượng khôn ngoan của Daniel và ba người bạn. Họ đã xin với quan trong coi mình cho họ thử để ăn rau trong dòng ăn rau vũ nước lã trong vòng 10 ngày và sau đó kết quả câu 15 16. Sau 10 ngày xuất diện trong xác diện họ trong hồng hào đầy đặn hơn tất cả các thanh niên dùng thức ăn của vua, vì thế Hamensa rút lại phần thức ngon và rượu của họ chỉ cho họ ăn rau mà thôi. Sau sự thử nghiệm 10 ngày này thì Chúa đã ban cho họ sức khỏe tốt hơn, đầy đặn hơn, da mặt không hào và Chúa đã chăm sóc họ. Cuối cùng thì người hào họ quan này đã không không ép họ phải ăn đồ ăn của vua và uống rượu của vua, họ chỉ ăn rau và uống nước mà thôi. Và họ duy trì điều đó trong suốt 3 năm Ở trong ơn chăm sóc của Chúa Và sau đó thì họ trình diện vua Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc Daniel và ba người bạn Đã nhận ra một lối sống đúng và kiên định Quyết định để không thỏa hiệp với những người ở trong thế gian này Để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời có một câu chuyện kể về một vị du khách đi hành hương và ông phải đi ngang qua một sa mạc. Ông đã cố gắng hết sức để không phải ngủ đêm ở trên sa mạc này nhưng vì con lừa của vị du khách này đi quá chậm và mặt trời đã bắt đầu lặn trời càng ngày càng tối không thể đi được nữa cho nên vị quan khách du khách này quyết định dừng lại và dựng một cái lều ông cũng đốt một đống lửa bên cạnh và cho con lừa ngủ bên cạnh đống lửa đó còn ông thì ngủ trong lều nhưng mà đêm xuống thì càng ngày càng lạnh sau khi ông đang ngủ thì ông thấy có một vật gì đó đụng vào người mình thì ra là hai cái chân sâu của con lừa rồi vị du khách này tự nghĩ rằng chỉ có hai cái chân thôi cho nên chắc không sao ông ngủ tiếp một hồi nữa thì có vật gì đó lại đụng vào mình thì ra thêm hai cái chân trước nữa của con lừa thì ông cũng tự nghĩ cũng chỉ thêm hai cái chân nữa thôi không sao đâu ông tiếp tục ngủ một hồi lâu thì ông giật mình thức giấc vì cảm thấy quá lạnh thì sau đó ông phát hiện ra rằng mình đang ngủ ở bên ngoài Còn con lừa thì trời càng lạnh nó càng lấn vào bên trong Và cuối cùng thì nó nằm trọn ở trong cái liều của ông Vì du khách này đã thỏa hiệp để con lừa có thể chui vào trong liều của mình Cuối cùng thì ông bị đẩy ra khỏi liều Một chút thỏa hiệp có thể làm hư hoại cuộc đời của chúng ta ở trong kinh thánh có một vị vua rất lẫy lừng đó là vua david Ông đã từng sống, ông đã sống một cuộc đời rất đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng có một giây phút ông đã thỏa hiệp chiều theo dục vọng của mình để phạm tội với bác Sê Ba. Và cuối cùng thì đó trở thành một vết nhơ trong cả cuộc đời của ông. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cảnh tỉnh, chúng ta đang sống trong một thế giới đòi hỏi chúng ta phải thỏa hiệp. Một chút không sao đâu, kệ mà chúng ta ai sao thì chúng ta cứ vậy. Nhưng mà khi chúng ta không kiên định, chúng ta thỏa hiệp Chúng ta làm với những điều sai trật với đức tin của mình, bước qua những ranh giới Chúa đã đặt ra thì chúng ta đang hủy hoại cuộc đời của mình. Cuộc sống này đem đến cho chúng ta nhiều áp lực, thách thức chúng ta và muốn chúng ta yên lặng để thỏa hiệp với những điều đó. Nhưng mà Chúa thì muốn chúng ta nhận ra một lối sống đúng và kiên định với lối sống đó để quyết định sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa chúng ta cần quyết định trong lòng cần không thỏa hiệp cần kiên định để giữ vững đức tin của mình trong cuộc sống chúng ta có thể đó là sự khó khăn trong công việc hay là làm việc phải có sự minh bạch chính trực chúng ta cần phải giữ điều đó trong công việc của mình để không gian lận không báo cáo sai trật trong công việc hay là ngoại giao bằng rượu bia giống như những người khác hay là đối với tuổi trẻ thì chúng ta cần phải cảnh tỉnh trong vấn đề yêu và kết hôn với người ngoại. Chúng ta cần phải không thỏa hiệp với những điều này. Vì một chút thỏa hiệp có thể hư hoại cuộc đời của mỗi chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để giống như Daniel và ba người bạn quyết định để không thỏa hiệp với những điều sai trật. Và điều thứ ba đó là kết quả của một đời sống không thỏa hiệp. Đó là nhận phước từ Chúa ban Nhận phước từ Chúa ban có nghĩa là sự cung ứng của Chúa, sự mở đường của Chúa, sự giúp đỡ của Chúa dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa vẫn chăm sóc họ, ở cùng với họ. Ở trong câu 10 thì Chúa cho họ đẹp lòng các viên quan. Câu 15 thì Chúa cho họ có sức khỏe và sắc diện hồng hào. Và bây giờ thì Chúa ban cho họ sự khôn ngoan vượt bậc Câu số 17. Đức Chúa Trời ban cho bốn thanh niên này trí thức và khả năng hiểu biết mọi thứ văn chương cùng sự khôn ngoan. Riêng Daniel thì còn thấu hiểu các khải tượng và chim bao. Và đúng như lời Chúa dạy, kính sợ Đức sô là khởi đầu sự khôn ngoan. Daniel và ba người bạn đã kính sợ Chúa, họ đã được Chúa ban cho họ sự khôn ngoan. Chúng ta sẽ xem sự diễn biến tiếp theo của câu chuyện phần cuối cùng từ câu 18 đến câu 21 ở đây. Đó là đến thời kỳ vua ấn định, phải trình diện họ, những người đứng đầu các hoàng quan đưa họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện với họ và thấy trong cả nhóm không có ai bằng Daniel, Hanania, Misen và Asaria. Vì vậy, họ được đứng chầu trước mặt vua. Khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 lần những thuật sĩ và pháp sư trong toàn vương quốc mình. Vậy nên Daniel cứ ở đó cho đến năm thứ nhất triều vua Siru. Chúng ta thấy rằng họ đã nhận phước từ Chúa Ban Sự cung ứng của Chúa kể cả bên trong và bên ngoài Chỉ giúp cho họ khôn ngoan gấp 10 lần so với các thuộc sĩ và pháp sư Sau 3 năm họ trình diện trước mặt vua Thì họ trở thành những sinh viên giỏi xuất sắc toàn diện Và hơn 10 lần so với những người khác Và tất cả những điều đó đến từ ơn phước của Chúa Sự chăm sóc, sự ban cho, sự cung ứng, sự mở đường của Chúa Trong một hoàn cảnh đầy thách thức và đó cũng là kết quả của một đời sống chọn lựa không thỏa hiệp với những điều sai trật, kiên định trong đức tin của mình được Chúa Ngài ban phước bội phần. Và chúng ta nếu chúng ta sau này chúng ta học thêm những đoạn tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng Daniel và ba người bạn trỗi hơn những người khác. Họ nằm ở trong cơ quan cấp cao của chính quyền Babylon thời bấy giờ. Và chúng ta thấy Chúa ban phước cho họ rất nhiều và đời sống còn có ảnh hưởng đến nhiều nhiều vị vua ở tại Babylon nữa chúng ta cũng biết về một cuộc đời của một người khác đó là joseph được chúa ở cùng dù bị bán qua làm nô lệ tại ai cập dù phải ở trong ngục tù bị du oan nhưng mà joseph luôn luôn kính sợ đức chúa trời giữ một đời sống không thỏa hiệp ông không để cho sự tội lỗi đời sống phạm tội làm ngăn trở đời sống đức tin của ông ông đã không thỏa hiệp với những sự sai trật ông kính sợ chúa dù phải trả giá nhưng cuối cùng thì chúa tuôn đổ ơn phước trên cuộc đời của ông cho nên xin Chúa cho chúng ta có một đời sống không thỏa hiệp, kiên định trong đức tin để chúng ta thấy kết quả đó là ơn phước của Chúa từ trời ban xuống cho chúng ta, Chúa ở cùng chăm sóc chúng ta dù hoàn cảnh có như thế nào. Và trong thời điểm hiện tại trong lúc này là lúc mà chúng ta cần sự chăm sóc của Chúa Chúng ta cần sự ở cùng của Chúa, sự giúp đỡ của Chúa Và dù hoàn cảnh như thế này đang diễn ra không tốt đẹp Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta trong hoàn cảnh này Giống như Ngài đã ở cùng và ban phước cho Daniel trong cảnh lưu đày thì trong sự khó khăn này Chúa vẫn ở cùng với chúng ta Trong thách thức khó khăn càng gia tăng chúng ta sẽ càng thấy sự cung ứng, sự mở đường, sự ban phước từ Chúa trên đời sống của chúng ta. Và xin Chúa cho mỗi chúng ta đều kinh nghiệm điều này. Và chúng ta hãy cùng nhau kiên định bước đi vì Chúa đang tệ trị. Kiên định bước đi vì Chúa đang tệ trị. Xin Chúa cho mỗi chúng ta có sự kiên định trong đời sống của mình. Và chúng ta cần biết rằng Chúa đấng chúng ta đang tin cậy thọ phượng hầu việc. Đấng đang cứu, đấng đã cứu chuộc đời sống của chúng ta là Chúa Giêsu. Đấng đã sống một cuộc đời trên đất này và chúng ta còn biết, chúng ta biết rằng câu chuyện Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài, Ngài đến đồng vắng kiên ăn 40 ngày và sau đó thì Chúa đối diện với sự cám dỗ, ma quỷ dùng mọi cách để tấn công Ngài, nhưng Chúa vẫn kiên định, vẫn quyết định không thỏa hiệp với ma quỷ để giữ đời sống của mình làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu đã đắc thắng mọi sự cám dỗ bởi sự kiên định, bởi sự vâng theo ý Cha, vâng theo lời của Ngài. Chúa đã để lại một gương chứng và sự thêm sức của Ngài cho đời sống kiên định của chúng ta, và sự đắc thắng cám dỗ của Chúa Giêsu để giúp cho đời sống của chúng ta bước đi và đắc thắng những sự cám dỗ trong đời sống của mình. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta biết rằng Chúa ở với chúng ta Chúa giúp sức cho chúng ta Chúng ta cứ tin cậy Chúa Cứ kiên định ở trong Chúa Để chúng ta bước đi và sống một cuộc đời đẹp lòng Ngài Kiên định bước đi vì Chúa đang trị vì Xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay ở Trong sự tế trị của Chúa ở Trong sự tin cậy nơi Chúa Để cứ kiên định bước đi Amen Giờ đây thì mời Thánh Chúa chúng ta cùng đứng lên Chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện giờ này <laughs> Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngày thêm sức cho mọi chúng ta Ban cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ Tin cậy nơi Chúa đang tệ trị Chúng ta nhận ra một lối sống đúng Và kiên định sống với điều đó Và Chúa cho chúng ta nhận phước Từ nơi Chúa ban ở trong đời sống của mình Lạy Chúa xin giúp đỡ chúng con vì chúng con đang ngửa trong nơi Ngài. Chúng con nhận biết rằng Ngài là đấng đang tể trị. Chúa vẫn đang tể trị, vẫn đang kiểm soát. Vì vậy chúng con kiên định trong đời sống đức tin, bám lấy Ngài, tin cậy Ngài, giáo phó cuộc đời trong tay Ngài. Xin giúp đỡ để chúng con không thỏa hiệp trước mọi hoàn cảnh, mọi lối sống, mọi sự suy nghĩ trong đời sống chúng con đều thuận phục và trao dâng cho Ngài. Xin Chúa cho chúng con cũng kinh nghiệm nhận phước Chúa từ nhận phước từ nơi Chúa ban trong hoàn cảnh khó khăn và thách của chúng con nữa Chúng con cảm ơn Ngài xin giúp cho mỗi con cái Chúa Có thể sống một đời sống kiên định và không thỏa hiểm Trong những hoàn cảnh của đời sống mình Chúng con cảm ơn Ngài Giờ đây chúng ta cũng cầu nguyện xin sự chăm sóc của Chúa Giống như Chúa đã chăm sóc Daniel và ba người bạn Chúa đã mở đường, đã cung ứng, đã giúp sức, đã ban phước Thì xin Chúa cũng làm điều đó cho mỗi con dân Chúa Trong sự khó khăn, hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, Chúa con biết nhiều con cái Chúa đang trải qua trong mùa dịch bệnh này rất khó khăn, rất thách thức, mỗi một ngày chật vật với đời sống của mình. Xin Chúa ngày mở đường, ngày cung ứng, ngày cho chúng con nhận phước từ Chúa ban, để chúng con thấy được sự nấn đỏ, sự thêm sức, phước của Chúa vẫn ở với chúng con, chăm sóc chúng con mỗi một con cái của Ngài, ở trong những sự có cần của đời sống thường ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cũng cầu nguyện sự cung ứng của Chúa trên vaccine, sự kiểm soát tốt dịch bệnh trên thành phố Hồ Chí Minh này cũng như trên đất nước của chúng ta. Lạy Chúa chúng con cầu nguyện vì Chúa vẫn đang tể trị. Xin Chúa Ngài ban phước trên chúng con, Ngài giúp đỡ, Ngài cho tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, Ngài cho có nguồn vaccine được tốt và đủ để cung ứng cho người dân nữa. Chúng ta cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục cứ ngửa trong nơi Chúa, biết rằng Chúa vẫn đang tế trị. Chúng con cứ bước đi vững vàng ở trong Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài tôi xin phép được cầu nguyện Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, là đấng chí cao đang cai trị, Ngài đang cai trị trên cả cõi hoàng vũ này, Ngài đang cai trị trên mỗi đời sống của chúng con. Xin giúp đỡ để các con cái Chúa nhận biết sự thể trị của Ngài trao phó cuộc đời của mình trong tay Ngài để sống với một cuộc đời kiên định không thỏa hiệp và ở trong sự ban phước chăm sóc của Ngài mỗi một ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin giúp đỡ để chúng con tiếp tục tin cậy nơi Ngài, vững lòng nơi Ngài dù thách thức còn gia tăng thì đức tin càng vững vàng vì biết Chúa đang tể trị trong đời sống chúng con Cho chúng con kiên định để bước đi, tiếp tục bước tới Ở trong sự thêm sức của Ngài, trong sự nâng đỡ của Ngài Chúng con cũng cầu nguyện Chúa cung ứng sự mở đường của Ngài trên vaccine Trên sự kiểm soát dịch bệnh và trên sự chăm sóc của Ngài Trên mỗi đời sống con cái Chúa Sự chữa lành của Ngài cho những người đang nhiễm bệnh nữa Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con dân một tuần mới Trong ân điện, trong sự thương xót, trong quyền tể trị của Ngài Chúng con ngợi khen Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Jesus Christ, Amen. Xin mời Thánh Chúa cùng cầu nguyện chung Lạy cha chúng con ở trên trời Danh cha được tôn thánh Nước cha được đến Ý cha được nên Ở đất như trời Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày Xin tha tội lỗi cho chúng con Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con Xin cho để chúng con bị cám dỗ Xong cứu chúng con ra khỏi điều ác Vì nước quyền vinh hiển thuộc về cha đời đời vô cùng Amen Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời Bằng ân điển của Chúa Cứu Thế Giêsu bằng tình yêu đời đời của Đức Chúa Cha, bằng quyền năng của Đức Thánh Linh ở cùng với đời sống chúng con, chỉ chúng con tin cậy nơi Đức Chúa Trời đấng vẫn, vẫn đang tể trị từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu chúng con trở lại. Amen. Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa một tuần mới ở trong sự tế trì của Ngài và hẹn gặp lại mỗi chúng ta trong tuần đến.